nay mình lại tiếp tục làm video để chia sẻ với các bạn bí quyết đơn giản để phòng tránh bệnh rôm sảy vào mùa hè đối với trẻ em. Theo các chuyên gia thì trẻ thường mắc bệnh rôm sảy vào mùa hè nóng bức do là khiến các tuyến mồ hôi bị tắc nghẽn. Trong khi đó thì các tuyến mồ hôi của trẻ lại chưa phát triển được hoàn chỉnh, khiến cho mồ hôi không có đường thoát ra ngoài. Rôm sảy khiến cho bé rất là khó chịu, không ngủ ngon giấc, thậm chí là bỏ ăn. Để phòng tránh bệnh rôm sảy trong mùa hè này thì cha mẹ cần chú ý đến việc chăm sóc vệ sinh cơ thể của trẻ hàng ngày. Theo đó thì cha mẹ cần có một số lưu ý đặc biệt như sau. Thứ nhất, đó là tắm rửa vệ sinh hàng ngày cho trẻ. Thứ hai là cho trẻ nằm ở nơi thoáng mát. Thứ ba là khi trẻ tiết ra nhiều mồ hôi thì mẹ nên sử dụng những cái khăn mềm để thấm mồ hôi cho trẻ. Thứ tư nữa là nên chọn quần áo là chất thoáng mát và sử dụng vải hút ẩm. Thứ nữa là cho trẻ uống đầy đủ nước theo nhu cầu, tùy theo nhu cầu của độ tuổi. Đặc biệt là các bạn tuyệt đối là không bôi phấn rôm cho trẻ, bởi vì là việc bôi phấn rôm sẽ làm bít các đường lỗ, các đường thoát mồ hôi, hậu quả là khiến cho bị bít tắc cái tuyến mồ hôi, làm cho trẻ sinh ra rất là nhiều rôm sảy hơn. Tiếp nữa là, đặc biệt nữa là bên cạnh đó thì cha mẹ cũng không nên lạm dụng các loại lá tắm dân gian ở xung quanh chúng ta để tắm cho trẻ. Bởi vì là khi làn da của trẻ đang rất là nhạy cảm, da nếu như việc sử dụng lạm dụng rất nhiều các loại lá tắm dân gian sẽ bị phá vỡ cấu trúc, gây nhiễm khuẩn cho da của trẻ. Và cách tốt nhất để phòng chống rôm sảy vào mùa hè này là các bạn nên sử dụng là nước đun sôi để nguội, sau đó thì chúng ta có thể kèm 1 đến 3 giọt dầu của Nga này, đó là mình gọi là dầu thoa siêu tốc chữa lành này, vào trong nước tắm để các mẹ có thể là tắm cho bé hàng ngày, để làm cho bé cơ thể của bé sạch sẽ một cách khoa học và đơn giản nhất, làm cho làn da của bé thông thoáng, sẽ hạn chế được sự phát triển của rôm sảy. Xin chúc các bạn sử dụng được cái phương pháp hữu hiệu này để cho bé có một làn da hết sức thông thoáng vào mùa hè. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.